Tôi năm nay 30 tuổi, là phi công của hãng hàng không quốc gia Việt Nam với chất lượng dịch vụ 6 sao dẫn đầu khu vực châu Á. Ngay từ khi còn bé, tôi đã được bố nuôi dưỡng tình yêu với ngành hàng không và ao ước có thể trở thành phi công để chinh phục bầu trời cao vời vợi. Giờ đây, khi được trở thành phi công của hãng hàng không quốc gia Việt Nam, khiến tôi và gia đình vô cùng tự hào. Alo, alo bạn à? Tôi nghe. Tôi vừa mới đi bay về ấy mà. Được rồi, tôi nhớ lịch rồi. Ok, tối mai anh em mình gặp nhau nhé bạn. Ok, thế nhá. Rồi rồi, ok. Con chào bố. Nguyên về đấy hả con? Vâng, bố nấu gì đây? Ôi, hôm nay bố nấu món mày thích nhất đây này. Thế nó xong chưa bố? Sắp xong rồi, con rửa tay đi ăn cơm. Vâng. Thế con ngồi luôn đây. Cơm nào. Ôi giời, lâu lắm mới được cả nhà hôm xum về đông đủ thế này nhờ. Thôi bố ăn đi bố. Rồi bố cảm ơn. Thế tình hình công ty dạo này nào rồi con? Công ty dạo này á, Vietnam Airlines dạo này lên hàng không 6 sao rồi. Các cái thứ dịch vụ trên đấy tiện nghi lắm. Trên đấy có cả bể bơi này, phòng tập gym này. Xét trên cái bình diện châu Á này em, chả có hãng nào ăn lại được hãng mình đâu. Ai chà chà, kinh quá nhỉ. Đúng là thanh xuân như một ly trà. Dịch vụ cống hiến hết thanh xuân. Thoáng cái đã mấy chục năm rồi. Mà ngày xưa bố cũng làm trưởng ban của ban dịch vụ đấy chứ bố nhỉ. Thế bố kể cho con nghe ngày xưa của bố như nào cả. Ôi, chuyện của bố mà kể á, có mà dài như con Boeing 787-10. Nhưng mà bố để từ từ bố kể cho mày thèm. Thôi, nhả bao việc này bố này. Thôi bố có thể kể nhanh đi, con nghe với nào. Thôi được rồi, ăn cơm đi, từ ra uống nước bố kể cho mà nghe. Bố nhớ nhá, bố ăn đi đây. Rồi, bố cảm ơn. Bố uống nước bố ơi. Bố cảm ơn. Thời ngày xưa bố như thế nào bố? Ngày xưa mà, hồi bố làm trưởng ban ấy. Hồi đấy ban còn là tên là ban dịch vụ thị trường cơ. Sau mới đổi là dịch vụ hành khách. Hồi đấy làm vất vả. Nhưng mà tự hào con ạ. Con không tưởng tượng đâu. Cái hồi SEA Games 30 ấy. Cả nước sục sôi. Tổng công ty tổ chức hẳn 7 con charter để chở cổ động viên. Vâng. Cờ đỏ rợp trời. Thích lắm con ạ. Nhưng mà kể ra khổ nhất là giai đoạn phấn đấu từ 4 sao lên 5 sao. Bao nhiêu cập nhật, bao nhiêu thay đổi, chóng ngất cả mặt, làm sao cho hợp với thời đại. Mà không hiểu sao đúng cái năm 2019 đấy, Bắc Thành đến thay Bắc Hà. Thế à? Bắc Hà chuyển công tác. Bao nhiêu vất vả mà đạt được những thành tựu tự hào lắm con ạ. Năm sao là dấu mốc quan trọng nên các sếp rất sát sao, sấy liên tục, nhiều pha dẫn tím người. Nhưng mà bố nghĩ chung quy cũng là về cái chung thôi con ạ. Ôi thế các sếp của bố bây giờ như thế nào rồi bố? Các bác ấy hả? Để mị nói cho mà nghe. Alo anh Thành à? Em Minh mà. Anh vừa về à? Vâng, bên đấy có gì vui không anh? Vâng, bọn em đang chờ anh gọi FPL đấy ạ. Vâng. Anh Thắng à? Anh Thắng em đoán giờ này chắc đang câu cá bên Hồ Tây. Bọn em chỉ chờ anh gọi là lên đường thôi ạ. Dạ. Dạ vâng ạ. Vâng, em chào anh ạ. Đấy, con thấy chưa? Ôi, thế cơ quan của bố vẫn còn đang duy trì thói quen happy hour cơ. Tất nhiên, happy hour thì thiếu làm sao được. Bọn bố duy trì đến năm 2019 rồi con ạ. Một tuần mà không làm một phát happy hour là nhớ nhau lắm. Chứ hóa ra là ban dịch vụ của bố thì cũng không phải dạng vừa đâu nhá. Quan trọng vẫn là thần thái con ạ. Nhưng mà thôi đấy rõ là khó khăn mà. Tại sao ban dịch vụ của bố lại có thể đạt được những thành công như thế? Thực ra thì cũng không có bí quyết gì to tát đâu. Nhưng mà theo bố ấy quan trọng nhất là mọi người đoàn kết, yêu thương nhau như một gia đình. Và... từ thời hồng hoang của ban dịch vụ, khi
khi còn làm việc tại khu nhà cấp 4 của tổng công ty, các anh chị em ban dịch vụ đã rất thương yêu nhau, coi nhau như người nhà và hết mình vì công việc. Có hôm mưa lớn, ngập ướt hết cả mà chả ai muốn về. Người thì lo bê đồ chạy nước, người thì vừa ngồi trên đống nước vừa làm việc cho kịp hạn để không làm ảnh hưởng đến công việc của người khác. Rồi đến những ngày về căn nhà dài 3 tầng được cơi nới của tổng công ty, đang họp, có anh bị gạch rớt từ trần nhà xuống vỡ cả đầu. Cả ban xuống vào băng bó vết thương cho anh. Rồi những ngày chạy đua với kế hoạch, mọi người làm tăng ca đến 9-10 giờ mới về. Ai không phải làm thì chạy đi mua đồ ăn cho mọi người, không ngại vất vả. Chỉ mong sao đồng nghiệp đảm bảo sức khỏe, không khí rất đầm ấm như một gia đình vậy. Người ngoài ban thì cứ đồn thổi là ban dịch vụ này bị lãnh đạo ghét, nên mới toàn được bố trí cho những chỗ làm việc được coi là khổ nhất tổng công ty. Người ta nào có nhìn thấy rằng chỉ vì cái lãnh đạo nhìn thấy ban dịch vụ vất vả quá mà luôn cố gắng nỗ lực nên đã xây hẳn một tòa nhà M2 để có chỗ làm việc cho ban được tươm tất. Bởi vậy mới nói, tình cảm gắn bó gia đình luôn là thứ quan trọng nhất con à. Có nó rồi thì mình không ngại khó khăn gì cả, cùng sắt cánh bên nhau, rồi khó khăn nào cũng sẽ vượt qua thôi. Thì ra, dịch vụ của Vietnam Airlines được như ngày hôm nay là một phần đóng góp to lớn của ban dịch vụ hành khách, mà ở sau đó là tình cảm yêu thương gắn bó khăn khít của mọi người. Cảm ơn bố, trưởng ban đầy tâm huyết của ban dịch vụ. Cảm ơn ban dịch vụ đã truyền tình yêu thương gắn bó gia đình đến con, để con có thể vững bước hơn trên con đường đời. Xin cảm ơn Vietnam Airlines. Na làm gì? Na bé bèo à? Nhưng mà lông nó không bị ấy đúng không? Lúc nào cũng phải hút. Trông già đấy rồi á. Già chưa? Mặc dù bình thường thì không trẻ. Bảy. Mày đẹp vãi. Ôi mà tóc trông tình bạc thật này. Bình thường nó bạc ấy. Bình thường nó cũng thà mà. Thầy hóa trang chưa? Hóa trang. Ôi. Quay không đạt được một ăn lại sai rồi đấy, cứ quen tay lại nào.